Đây cái sâm hương nha mấy bạn. Sâm hương vô cây lá nó nhỏ xíu nè, có một số người hỏi. Lá nó nhỏ, lá này nhiều nha. Còn nhỏ nữa, nó xíu nó nhỏ cái lá này nè. Nhỏ xíu. Mưa quá mấy bạn ơi. Cây này mình mới mua, mình mới làm lại. Thử uống cũng theo kiểu hàng chợ thôi. Cây này mua chơi giải trí thôi chứ tàn tuốt thì có sơ sơ. Cây này vô vô kẽm được hai ba nước rồi, hai nước rồi. Dán mai bài. Cây này cái hoành lớn thì sâm hương vậy là hoành cũng lớn á, hoành nó cái củ chỗ này cho khoảng 20-30 hay mấy 30. Cái thân chỗ này cho khoảng 23. Nguyên cái đoạn thân bự dài nữa bạn. Cây này cái đế không đẹp đâu nha, cái đế đó. Được rồi chứ không gọi là cây đẹp đâu nha. Này mặt sau nó nè. Nói chung nó có cái phong tàn cơ bản rồi. Chiều nhiều quá mình không có làm. Mới làm sơ sơ lại người ta uống tán lại xì bồ hết về tôi cũng uống tùm lum tùm la lại. Người ta uống tùm lum hết rồi. Cái này đóng một cái thùng cũng bự đó nha. Này chắc đóng một cái thùng bự. Tại nó cái phơm nó hơi cao với hơi nó hơi dài. Này chắc đóng cái thùng cũng bự rồi. Tốn phí, tốn cái thùng xốp bự. Thấy cây nước nó ngồi dưới chút xíu. Cái này các bạn về làm tiêu cảnh là đẹp luôn á. Nói chung cây này nó cũng rẻ tiền, mua chơi giải trí thôi bạn ơi. Chứ không mắc lắm. Cái này nguyên cái đoạn sam bự. Sam hương nha các bạn. Sam hương nó dễ sống lắm. Này mình bán sam hương nha các bạn. Cái này mấy bạn vô tiêu cảnh là nó mình đưa về một bên rồi nó. Một bên là y như cái chậu vậy. Bên đây lấy bên kia là nước. Cái phần nước là ngay chỗ cái chai á. Mua cái chậu dài dài cái vô làm tiêu cảnh nhìn nó cũng hay hay cũng đẹp. Tuy cái cây nó chung là cái cây này nói chung là nó cũng không được đẹp thì chắc không đẹp lắm nhưng mà nó cũng có cái bộ tàn sơ sơ chơi giải trí cũng được. Có cái phong cơ bản. Sam hương nha các bạn.